tạm biệt những tuyệt phẩm cùng tiếng hát Bảo Yến và tạm chia tay Hà Vân. Trong tuần tới, mời quý vị cùng hãy nghe tôi hát đến với những tiết tấu sôi động, xen kẽ những tình ca sâu lắng, cùng với sự xuất hiện của một nghệ sĩ đặc biệt với tài năng ca hát và trình diễn ở đẳng cấp cao, Nguyễn Hưng. Với những vũ điệu đầy quyến rũ, giọng hát không lẫn vào đâu và một phong cách độc đáo trên sân khấu sẽ được tái hiện lại qua phần dự thi của bốn nghệ sĩ Dương Ngọc Thái, Nhật Kim Anh, Quách Thành Danh và Chi Dân. Và lần đầu tiên các bài thi song ca xuất hiện, rất nhiều bất ngờ đang chờ đón ở tập 7. Cái bài hát này mình thích nhất bởi vì nó có đầy đủ những cái yếu tố trên sân khấu. Hãy nghe tôi hát với chủ đề Nguyễn Ngân vũ điệu đam mê. Hãy nghe tôi hát 21 giờ thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 phút thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.